tài vào vị trí. Vòng loại top 10 lần thứ 2 bắt đầu. Bây giờ vô 8 con rồi mà. Của chim 008 đang không tập trung 008. 006 cũng có lơ mà đấu. Vô 8 con rồi mà bằng mấy vậy nè bạn ơi. Không 28 lưu ý. Tám giờ chơi đẹp quá nè. Không không bảy hôm nay dở có một quét chung kết lắm nha này nè. Hình đang đẹp, trời rất tốt. Đúng rồi, nãy mát mà giờ lên nóng lắm bạn. Thời gian thi đấu còn 1 phút nữa. Đã hết thi đấu. Như vậy là hết thời gian nha. Có căng thẳng nha anh em. Theo mình thì 18 bây giờ đang rất hay nha anh em. 18 không biết qua ai nãy trong lòng không nhớ luôn. Tám bọng cơ. Mười tám lão động vật à? Qua vậy trên. Và sau khi hội ý và được sự đồng ý của 6 trên 6 trọng tài, chú chim phải chơi cuộc chơi lơ mặt đấu quá nhiều 1/3 thời gian là chú chim 028 phải chơi cuộc chơi đấu không nghiêm chim như vậy là chứng minh ba chú chim còn lại tôi lưu ý là 018, 006 và 008 ba chú chim này đều có điểm trừ rồi chú lâu nhưng càng về sau và chú chim ba chú này so kè chú chim 018 là chim nhỉnh hơn về hình bộ hai chú còn lại 018 tạm an toàn so kè tiếp 006 và 008 thì càng về sau chú chim 008 là chim chậm chim hơn và chúng ta định loại chim 008 phải dừng cuộc chơi vào con này chú chim 006 về sau nó dịch dựng hình bộ và tốt hơn rồi như vậy là giữa so sánh giữa hai chiến binh của bạn Tâm Bình 81 luôn 0608 luôn. Các tài vào vị trí. Vòng loại top 10 lượt cuối cùng bắt đầu. Rồi bắt đầu rồi nha anh em. Thì bây giờ là còn 6 chiến binh 07, 06, 58, 26, 29, 18. Thì chứng minh 58 nằm giữa bên kia thì theo mình
tuyết thì đó là hình như là Ferrari thì phải không? Đúng không học? Ferrari đúng không ạ? À 58 là Ferrari, còn 18 theo như anh em nói là chứng minh ở Phú Yên đó là chứng minh lão động vật của anh Nhi Hồ vậy đó. Rồi 29 đó là chứng minh Kata của bạn Trần Hữu Tội á. Tí loạn sáng nay sách đi. 26 là của anh Đạt Thảo Mộc. Rồi còn 06 là của Gia Lai của Tâm Hình nha. Còn 07 thì biết rồi, điệp viên 07 Sang Nguyễn đang ngồi nhịp đùi bên kia. Sáng nay ngồi nhịp lia lịa. Mấy bữa nó thấy mặt mình là nó né, mà nay nó nhịp lia lịa, nó nhìn mình nó nhịp đùi nó mới ghê chứ. Này, anh em xem ngợi nhân điệp viên 07 sáng nay ngồi nhịp đùi, nhịp này. Hồi sớm ấy thì que kêu là anh đừng quay em, sáng nay em vô tứ trụ á. Sáng nay ngồi nhịp ngon ngon em, có ngồi nhịp đã. Nhịp nữa đi em, ráng nhịp đi. Nhịp, tao bến luôn. Căng nặng lắm nha anh em ơi, bây giờ vô xấu chứng minh mà 007 vừa cái phun nhỏ là có tiếng ché rồi anh em ơi. 007 ché. 07 ché rồi anh em ơi. Nhịp nữa nè anh em. Đó, bắt tay. À 07 ché rồi, nhịp rồi ché rồi nhịp nha anh em. À sang nghiện nhịp, sáng nay mặc quần trắng. Bữa mẹ quần đen đi lia lịa, nay mẹ quần trắng vô tứ trụ rồi. Nhịp rồi ché rồi nhịp. Đồ có nhịp gần, đồ nhịp rung rồi gần, đồ đẻ. Sáng nay điệp viên 07 nhịp đùi quá đẻ luôn anh em. Bây giờ 6 con chim trên xà đôi chim đánh xuất sắc nhất, có đánh ché và bung xẻ nhiều là chim 007 và thực chất bắt cặp đôi chim 007 là chim 058 và đều có chậm 1-2 giây như đôi chim này là bắt cặp tốt, đấu tốt 058 và thực chất. Rồi 058 đôi chim còn lại thiếu chim đấu nhỉnh hơn là chim 026, đôi chim này sang chim tốt 026 và thực chất. Ba chim còn lại thì đôi chim phải dừng cuộc chơi, đầu tiên là chim 029 chậm bọng hình bộ kém lơ mật đấu 029 phải dừng cuộc chơi. Hai chim còn lại là 18 và 006, hai chim này so kè. Hai chim này đều có thời gian lơ mặt đấu, nhưng về phách bộ, về bọng, chú chim 018 là nhỉnh hơn. Nên chú chim phải dừng chơi là chim 006 phải dừng chơi vào cái này. Xin chúc mừng đến chú chim vào chim kết ngày hôm nay. Tâm Hình để dừng lại cuộc chơi. Và bốn chứng minh đó là nhất gì anh? Nhất ever. Nhất ever. Đúng rồi. Xin mời chủ xe 77A12449 vui lòng ra rời xe ạ. Xin mời chủ xe. Vâng, nhưng một khi chúng tôi xếp theo số đặng từ số nhỏ số lớn và bốn cử tri cũng yêu cầu xe 007, 018, 026 và 058. Chúng ta sẽ có 5 giây để ổn định trình. Các trọng tài vào vị trí. 018 xoay cầu ngang. 5 tài vào chí. Rồi xin chào nha anh em. Bây giờ mình xin giới thiệu ở trên bếp phòng chung kết bắt đầu. Và bốn chứng minh tranh vàng thì 007 ở bên kia là của Sang Nguyễn, 18 là đặc mặt của anh Nhi Hồ về Phú Yên, rồi 58 là Ferrari và 26 đó là Đô San nha anh em. Cho mình thì 07 dở chí nữa anh em, 07 là cái hình đang đẹp nhất anh em. À, hiện tại thì bây giờ chúng ta giữ cho tập, chúng ta giữ cho tập mình cố gắng. À, chứng minh 07 đã banh xè rồi anh em, hai lần cũng xè rồi. Sang Nguyễn sáng nay tứ trụ, Sang Nguyễn sáng nay nhịp đùi liên tục. Đây Sang Nguyễn này, Sang Nguyễn công nhân 07 đây đang nhịp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta đã có kết quả nhưng thời gian vẫn còn để cho các chú chim mình rút lại điểm. Theo mình thì 07 hôm nay nhất tuyệt đối luôn em. Đó, hai sáu thì có khả năng đứng nhì. Tại vì 26 chạy rất là xuyên suốt. Một kinh nghiệm nữa cho chú chim 018, chúng ta không nên xoay tròn ở những vòng chung kết như này. Hai chim còn lại là 26 và 58 đều đang chim và đều bằng tốt. Dạ anh em, như vậy là chứng minh 07 đã chính thức quay trở lại nha anh em. Đây công nhân của chứng minh 07 nha. Và giải 3 là chim 058. Chim đều lại nhất 007, 026, đồng giải 3, 058 và 018. Như vậy là nhất là đó là chứng minh 007 của Sang Nguyễn. Nhì đó là chứng minh 26, chứng minh đô sen của anh Ba Đạt. Và chứng minh hai chứng minh đứng ba đó là chứng minh của Ferry và chứng minh gặt mai gì của anh Nhi Hồ và của anh Thuận Nguyễn ha. Rồi như vậy là kết thúc rồi nha anh em. Hôm nay giải đấu rất là thành công và suôn sẻ về mọi mặt. Tại mình sẽ quay trao giải luôn nha anh em, quay trao giải luôn nha. Quay trao giải luôn. À, cũng hẹn anh em là vào ngày 26 thì sẽ có giải vinh danh nghệ nhân sân giải của cá Bifood, cũng như là giải Bifood mở rộng ngày 26 tháng 6 tại câu lạc bộ 79 luôn anh em, tại sân đấu này luôn nha. Đây ngày hôm đó thì sẽ có anh Nhân live stream tiếp mà anh em. Và chúng tôi trân trọng kính mời 10 chủ team top 20 lên sân khấu và xin mời anh Đặng Nhân chúng ta lên trao giải thưởng ạ. Xin mời 10 chủ team top 20 và xin mời anh Đặng Nhân trưởng ban tổ chức lên trao giải thưởng. Chúng ta xin mời 10 thủ thiên top 20 ạ. Nhanh. Xin mời 10 thủ thiên top 20 lên sân khấu. Trong là giải đấu hôm nay quá thành công nha anh em, trọng tài quá bắt ok, quá thành công. Đâu còn thứ sáu nữa. Thiếu một chút may mắn đâu. Thiện hay giải thiện? Ồ vậy đâu nha. Mất liền. Chúng tôi xin mời 10 thủ thiên top 20, xin mời 033, 019, okay. 039, 050, 045, 045, 023, 049, 025 và 059. Xin mời 10 thủ thiên top 20, chúng tôi xin mời 10 thủ thiên top 20 và xin mời nạn nhân trưởng bảo chức lên đài giải. Chúng tôi xin mời người chia cho hai người ạ. Nó mềm không ấy.
8 ấy. Giờ có phần mẹ. Nói chung là có giải là vui vẻ rồi. Chừng nào nó may mắn chút nữa thì nó ok hơn. Chứ rồi, 10, chứ có 2 người. Hòa lui đeo rồi hòa. Số có thành công 30 hòa, xin mời. Thủ chim 30. Thủ chim 25. Rồi anh em đứng vô chụp tấm hình luôn nào. Đứng như này, chờ chút. Rồi chén vô chén, đỡ cái lòng chén vô chút các em. Nhanh vô nhanh. Còn một thủ chim nữa, còn một thủ chim nữa. Đâu đúng chưa? Rồi đứng vô luôn anh. Rồi tập nha. Đây luôn Tám ơi. Cơ này. Rồi ok. Xin chúc mừng 10 thủ chim top 20 chúng tôi, xin mời. Chúng tôi xin mời 6 thủ chim thứ nhất. Chúc mừng tiêm thần nghiễn ha. Quá mạnh luôn. Đó trước ai luôn được, đó trước ai 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 ai. Con anh nãy con 18 đúng không anh? Hay quá. Quá hay. Dũng đạo quá mà. Nhìn cái màu mà thấy ưa đấy hả Tấn? Nghe không? Nhìn tôi nhìn cái màu mà thấy ưa đấy. Và nó là cái 10 chủ chim lên xe của mình, xin mời 10 chủ chim. 6 chủ chim và nhất gì là phải mang chúng ta lên xe của mình. Đi vô tới đấy rồi mà còn bọng róc 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 róc. Vô vậy bé vậy Minh. Vô. Bên lên cho bé vậy Minh. Xin mời 10 thủ chim lên xe của mình. Và mục tiêu hôm nay chúng ta diễn ra là 2:40. Chúng ta sẽ nói lại một chút xíu, tôi sẽ bắt đầu từ anh giải thích. Anh Bùi Nho. Anh Phi Trinh ạ, anh Phi Trinh biết rồi. Anh giải bao nhiêu ạ? Bắt đầu anh Bùi Nho, anh giới thiệu về chương trình của mình và có ý kiến hay là tâm rốt. Cảm ơn anh Bùi Nho ủng hộ lại ban tổ chức 1 triệu đồng. Anh đi theo bạn nhỏ thấy giá cảm ơn bạn Thiên Lạc ủng hộ lại ban tổ chức và tổ tài 1 triệu đồng. Em này đến từ Gia Lai đi theo bạn nhỏ.